Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm k Kids do Alpha Cap sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Kawon Kids cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Kawon Kids có thành phần là calcium, magnesium, vitamin D, vitamin K2. Kawon Kids được bào chế dưới dạng hỗn dịch uống. Kawon Kids mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ phát triển xương và răng cho trẻ còi xương, trẻ đang trong thời kỳ phát triển và tăng trưởng chiều cao. Bổ sung canxi giúp điều trị loãng xương gãy xương, thiếu hụt canxi. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ còi xương, trẻ đang trong thời kỳ phát triển, tăng trưởng chiều cao, trẻ có chế độ ăn thiếu canxi. Sản phẩm Kawon Kids được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Kawon Kids được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em và trẻ sơ sinh uống mỗi ngày một gói hòa tan vào nước hoặc cho vào thức ăn, giữa. Chống chỉ định khi sử dụng Kawon Kiss, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Kawon Kiss, đồng thời biết cách sử dụng Kawon Kiss sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.